Vâng, chào mừng các bạn đến kênh của trung tâm xe máy Thành Tâm nhé. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm siêu độc, siêu lạ, siêu hiếm trên thị trường luôn đó. Một thương hiệu đến từ Pháp. Đây là chiếc xe là Yango của hãng xe Bago ha, con sư tử, logo là con sư tử. Đây là một thương hiệu đến từ Pháp và được lắp ráp tại Việt Nam. Thì đây là một con xe đời mới nha, đây là một con xe đời mới nhưng mà với thiết kế là thiết kế cổ điển, hoài cổ đó, dành cho các bạn trẻ hoặc là nói chung là những người yêu thích sự hoài cổ độc lạ ha. Rồi mình sẽ quay ở phía sau đó, các chi tiết vòng vòng ở phía sau của xe để cho các bạn nhìn ha, cảm nhận sự độc lạ của con xe này. Đây, cái tên xe của nó đây là Yango ha, The Yango. Trên cái lốc của nó thì có logo con sư tử luôn đó, có logo con sư tử luôn của thương hiệu Bago đó. Xe còn rất là đẹp, thiết kế độc lạ, có thể nói là hàng độc trên thị trường luôn ha. Thiết kế có 102, không có con nào thiết kế giống con này luôn. Thiết kế từ đây ra đây dư một khúc, cái đèn đuôi bố trí trên đây nhìn rất là đẹp. Đó, thì mình sẽ quay các chi tiết ở phía trên đây cho các bạn xem ha. Đây là cái phần lấy gió để làm mát động cơ ha, và là để thiết kế nhìn cho nó thời trang, nhìn cho nó sắc sảo chút xíu. Đây là đầu gác chân, thì mình muốn lấy ra thì mình kéo nó ra. Con xe này là vô cùng độc đáo luôn, số lượng có hạn. Và mình giới thiệu một số các chi tiết trên xe hơn nè, ví dụ như là đồng hồ ha. Rồi đây đồng hồ của nó, mình sẽ mở đồng hồ lên cho các bạn xem đó. Đồng hồ thiết kế tròn tròn theo kiểu lát xít cổ điển đó. Thì đây là cụm công tắc của nó nè, cụm công tắc nhìn nó cũng hơi lạ hơn các dòng xe khác ha. Rồi thì bây giờ ở dưới đây á, thì nó có các học là hai cái học ha. Đó, thì mình sẽ mở cái học này ra cho các bạn xem trong các học này có cái gì. Cái chìa khóa nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó, chìa khóa nó cũng rất là đẹp, logo là nó có logo con sư tử trên đây luôn nè. Đó, thấy chưa, thương hiệu Bago có khắc logo. Cái chìa khóa xe máy thôi, nhưng mà nhìn rất là sang ha. Chìa khóa xe máy thôi nhìn rất là sang. Thì ở đây là mình sẽ bật ra, thì đây là cái đồ để mang đồ nó, hay đây cái đồ để mình mang đồ ha. Rồi thì bây giờ mình, nếu mà mình bật qua bên đây á, thì nó sẽ có học, một cái học đó. Cái học là để đổ xăng nha các bạn đó, mình sẽ đổ xăng ở đây. Rồi mình sẽ bật bên học bên đây, học bên đây để làm gì. Trong đây thì nó có một cái cổng sạc giống như xe hơi vậy đó, mình ghim cái đầu sạc vào, ghim đầu sạc, mua cốc sạc của xe hơi mình ghim vào đây, mình có thể sạc điện thoại luôn ha, rất là độc. Rồi cái cốp nó cũng khá là rộng ha, mình mở cốp cho mọi người xem đó. Cốp này cũng rộng lắm, cái này là để một cái nón nè, được một cái nón nè, quần áo này kia đó, có thể một cái nón bự, một cái nón nhỏ, quần áo nào để là vô tư luôn, thoải mái luôn. Đây, cái mâm nó cũng rất là lạ ha, cái mâm là thiết kế độc đáo luôn, vô cùng độc đáo, không giống ai hết đó. Mâm vừa nang hoa này rất là đẹp, nguyên một cái logo rất là to ở đây, logo hình con sư tử rất là to. Thì cái xe này á, nó có thiết kế là yên đôi, hai cái yên rời ha, hai cái yên rời đó, hai cái yên rời, đây một cái, đây một cái. Cái yên này rất là dài, mình có thể ngồi được 4 người luôn đó, một em bé nhỏ đứng phía trước nè, một người lớn nè. Đó, đây thì một người lớn,
một em bé và một người lớn nữa. Xe này có thể chở được 4 người. Thì con này giá giá mới hiện đại lúc mới ra là giá nó dao động khoảng cỡ 60 mấy 70 triệu nha các bạn. Đó, khoảng 68 triệu giá công bố lúc lúc bán là 68 triệu. Đó, thì hiện tại giấy tờ này kia khoảng 7 mấy triệu. Nhưng mà hiện tại bên trung tâm mình bán cái con xe này còn rất là đẹp. Đó, thì bên trung tâm mình bán chỉ 40 mấy triệu thôi. Đó, chỉ 40 mấy triệu thôi cho các bạn muốn sở hữu. Mua về không chạy thì trưng bày cũng đẹp ha. Hàng độc mà. À, mở lên đèn lên đây là có cái đèn led nữa nè. Đó, thấy chưa? Đây là một cái dãy đèn led. Ha, à, làm nổi bật lên cái hình logo con sư tử. Đó, thì mọi người ai muốn sở hữu con này á thì có thể gọi vào hotline của xe máy Thành Tâm 0292999999, hoặc là mọi người có thể truy cập vào website là xe máy thành tâm.com ha ha, hoặc là fanpage là cầm đầu thành tâm.com ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha.